Xin chào anh chị. Bữa nay em có mặt tại ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì hiện tại em đứng trên con đường quốc lộ 50. Thì cái hướng này thì về thị trấn Vĩnh Bình nè anh chị, về thị xã Gò Công lên thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái hướng ngược lại 13 cây số nữa tới thành phố Mỹ Tho. Anh chị thấy cái cọc không anh chị? Cái cọc đi về Mỹ Tho đó. Vô gần cho anh chị coi đi. Đây về Mỹ Tho 13 km nữa, chạy cỡ tầm một cây mấy hai cây số nữa là tới địa phận của chợ gạo. Hiện tại thì em đứng trên địa phận của Gò Công Tây nha anh chị. Đó, thì con đường này rất là đông đúc luôn. Bữa nay em sẽ giới thiệu đến anh chị hai lô đất mặt tiền con đường này. Thì hai lô này bề ngang là 9 mét nha anh chị. Thì hai lô nó nằm tại chỗ này anh chị. Nền thì cao ráo rồi, cái nền cao luôn rồi anh chị. Anh chị về khỏi cần san lấp gì nha. Thì cái nền so với ngay chỗ này á thì nó cao hơn rất là nhiều nè anh chị coi nè. Đó, cái nền bằng mặt lậu, còn em đứng là cái dưới mé đây thì cái nền rất là cao luôn. Thì cái cột mốc từ chỗ này nha anh chị, từ chỗ này qua đây là hai lô đất nha. Tới bên đây hai lô, thì để em coi cái chiều dài của nó bao nhiêu anh chị. Cái chiều dài là 40 mét, chiều dài 40 mét nha anh chị. Lộ giới này là vô 14 mét, coi như là mình còn 26 mét đến cho anh chị. Thì cái đất của mình á thì nó không có dính đường điện cao thế nha anh chị. Đường điện cao thế thì nó thụt vô trong cỡ mấy chục mét á. Thì ở đây nhà cửa người ta cắt cao ráo rồi, khúc đằng kia người ta có cắt nhà yến nữa đó anh chị, nên anh chị khỏi sợ nha. Cách mấy căn người ta có cắt nhà yến phía trước kìa. Thì đây mình cắt nhà lầu được nha. Thì trong hai lô này có một lô có thổ cư thôi nha anh chị, còn một lô chưa có. Thì hai lô này có 100 mét thổ cư, là coi như một lô có 100 mét thổ cư, còn lô cây lâu năm đó. Nhưng mà chủ nói á là bán hai lô liền kề chủ mới bán, còn một lô là chủ không bán. Thì ví dụ như anh chị nào muốn mua thì anh chị mua hai lô liền kề nha. Hai lô này chủ kêu với giá là 2 tỷ 500 triệu, không thương lượng nha anh chị, không thương lượng luôn đó. Thì chủ kêu sao em nói vậy đó anh chị. Và anh chị mình ra phía sau coi với em nha. Thì cái mảnh đất này á chạy cỡ tầm 50 mét là tới công ty hai lúa, chạy cả một cây số nữa là tới địa phận của chợ gạo. Đây, em ra phía sau em coi cái này có dính điện cao thế không nha anh chị. Thì cái mảnh này cách điện cao thế chắc cũng cỡ 20 mét, mười mấy 20 mét anh chị. Đó, thì cái mảnh này cách điện cao thế chắc cũng cỡ 20 mét. Thì em coi ở trên bản đồ thì nó không có dính điện cao thế, không có dính gì nha anh chị. Đất này thì thuận tiện về cho anh chị làm nhà nghỉ dưỡng nè, làm kho, mở tiệm tạp hóa, mình buôn bán cũng được, mình muốn làm gì cũng được anh chị. Cái mặt tiền này thì nó rất là nhộn nhịp luôn, chạy 13 cây số là tới thành phố Mỹ Tho đó anh chị. Để em coi tổng diện tích của hai lô này nó bao nhiêu nha. Cái sổ bên đây là 169,6 mét, còn sổ bên đây là 166,9, là coi như là nó hai sổ nó 300 mấy chục mét vuông đó anh chị. Hai sổ là coi như 330, gần 330 mét.
coi như 330 m đó anh chị. Thì đường này rất là đông đúc, xung quanh nhà cửa rất là nhiều luôn anh chị. À, anh chị thấy không, phía xa xa người ta cắt nhà lầu nhà yến đó, quay vô gần lại cho anh chị coi đi. Nên cái đường điện này là nó không dính cao thế nha. À, có một cái nhà lầu này, cái nhà yến hai ba tầng gì đó. Thì chủ kêu bán hai lô liền kề này với giá là 2.500.000.000 không thương lượng. Hai lô này có 100 m thổ cư. Hai lô này á, bề ngang là 9 m đó anh chị, bề sâu vô là coi như là 40 m. Có 100 m thổ cư nha anh chị. Đất này hình như là, để em coi hướng anh chị, như là hướng đông nam đó. La bàn đã mất tiêu rồi. Đất này hướng nam anh chị. Đất này thì đất hướng nam. Thì anh chị chạy một chút xíu nữa tới tới ủy ban xã Thanh Nhật, vô thị trấn Vinh Bình, chạy hư cả một cây máy số nữa tới địa phận chợ gạo nha. Anh chị chạy cái hướng này nè, chạy có tầm 1 tiếng 30 phút là tới địa phận của thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì chạy hướng ngược lại, anh chị chạy cỡ tầm mấy chục phút á ra tới quốc lộ 1A nha anh chị. Tại vì 13 cây số là tới thành phố Mỹ Tho rồi, thành phố Mỹ Tho thì nó sát bên quốc lộ 1A. Thì anh chị chạy chắc cũng cỡ tầm 20-30 phút gì đó, 30 phút đi. Em đoán đại 30 phút đi cũng có chênh lệch chút xíu. Chạy từ quốc lộ 1A chạy vô á thì cũng tầm 30 phút đó anh chị. Ở đây thì tất cả các tiện ích nó có đầy đủ rồi. Rồi tới đây em xin chào anh chị nha. Chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em